iPhone 1978 đâu ra mà nhiều thế. Có nhiêu đây thôi mà 500 nghìn nè. Để lâu những cái máy siêu phẩm của em, 13 Pro anh chị. Trời ơi, em phải nói với anh chị là không khen cũng phải khen luôn. 13 Pro, 1978, pin 100%. Những cái chiếc máy này ở trong cái tình trạng là chưa qua sử dụng luôn anh chị. Đó, chưa qua sử dụng nha. Nhưng mà em Cường không gọi nó là máy mới. Tại lý do nó kích hoạt rồi anh chị. Đó, kích hoạt rồi. Mình không gọi nó là máy new anh chị. Nhưng mà nó là chưa qua sử dụng luôn. Thì bây giờ anh chị cứ suy nghĩ, tưởng tượng đi, một cái máy kích hoạt ra mà chưa có dùng, pin 100%, anh chị đi mua cái giá bằng máy cũ mọi nơi đang bán, thì bây giờ anh chị chọn cái gì? Không lẽ bây giờ anh chị đi chọn mua máy cũ đúng không? 15,5 thôi anh chị. Trời ơi, em nói cái deal này rất là hời luôn. Mà đặc biệt nha, cái phiên bản 13 Pro á, ít có hàng 1978 lắm anh chị. Bây giờ là cái lô đầu tiên em về nè anh chị. Lúc trước giờ là cứ về 13 Pro Max không? Đó, anh chị nhớ không? 13 Pro Max, 14 Pro Max không? Mà bây giờ nè, cái lô đầu tiên 13 Pro 1978 của em vừa về. Nhưng mà cái lô nó đẹp quá, thành ra em mê anh chị. Đây, new chưa sử dụng mà cái giá là giá máy cũ. Thì anh chị phải nhanh tay nha, quyết định sớm cho em Cường. Nhiều khi mình thấy rồi đúng không, cái mình cứ ý lại, chắc cũng còn nó thôi chứ dễ gì mà nó bán nhanh vậy được. Cái suy nghĩ đó là sai lầm. Tại vì những cái hàng mà đạt được cái tiêu chí 400% như em Cường nói á, là phải nhanh mới đợi kịp nha, không nhanh là mất lượt. Đó, iPhone 13 Pro 1978 hay là hàng cũ gì cũng vậy á, bên em Cường bán ra là bảo hành cho cô chú anh chị là 6 tháng, lỗi bất kỳ cái vấn đề gì về phần cứng là em Cường đổi cái bụp liền ha. Và nếu mà muốn á, mọi người cũng có thể lên 12 tháng cho em. Đó, 12 tháng một đổi một luôn. Thêm cho em chỉ có 400-500 nghìn thôi là lên 12 tháng một đổi một luôn. Xài cho nó yên tâm. Cái thứ hai nữa là hàng em Cường bán á, là bao zin nguyên bản ha. Không zin em Cường tặng máy. Và cô chú anh chị bất kỳ ở đâu trên đất nước Việt Nam này, em Cường đều ship hàng tận nơi ha. Khui ra coi hàng ok rồi thanh toán tiền cho em Cường. Mình cọc chút xíu tiền để tiền ship hai đầu á. Lỡ mà có bom hàng thì em cũng không có lỗ cái tiền ship. Đó, thì anh chị cứ thoải mái ha. iPhone 1978 đâu ra mà nhiều thế. Thì bây giờ anh chị phải hiểu nè, iPhone 1978 bây giờ nó nhiều á, lý do là hãng bây giờ họ đã thu nhận đổi iPhone của anh chị á, mà anh chị muốn bán á thì hãng họ vẫn thu lại luôn, nhưng mà hãng nó thu cái giá bèo bọt Metro đó anh chị. Mua 11 máy này nhưng mà về á họ phải thay nè anh chị. Ví dụ như màn hình của mình và chày xước nọ kia á, là họ thay màn hình mới rồi, thay pin mới là chắc 100% rồi, vỏ này nhiều khi họ thay mới cho mình luôn, thì thành một cái con máy mới anh chị. Thì đúng cái quy trình sản xuất ra một cái chiếc iPhone new như làm sao á, thì những cái iPhone 1978 là đúng cái quy trình đó mà được hoàn thành ha. Nhưng mà hãng họ sẽ không bảo hành cho những cái máy này nữa, nên là mặc định nó sẽ về là 1978 hoặc là 2007. 1978 là năm thành lập hãng và 2007 là năm ra mắt cái iPhone đầu tiên, thế thôi.